Ngay bây giờ sẽ là những tin tức thể thao của biên tập viên Quang Việt. Xin chào anh ạ. Vâng, xin chào anh Hạnh Phúc, kính chào quý vị khán giả. Chắc chắn là chúng ta sẽ nói về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Thời tiết vừa rồi chúng ta đã lắng nghe khá là thuận lợi trên sân Mỹ Đình. Có những yếu tố khác thì là như thế nào ạ? Có thuận lợi hay không ạ? Tôi nghĩ là chúng ta đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho trận đấu này, và trước lò xo áp lực của đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ là nén đã đủ căng rồi để có thể bung ra một cách mạnh mẽ nhất vào tối ngày hôm nay trên sân Mỹ Đình của chúng ta. Suốt những ngày vừa qua đã có nhiều ý kiến chỉ trích huấn luyện viên Philippe Troussier, và đâu đó thì còn có cả những suy nghĩ theo kiểu là hay là đội tuyển thua đi để chia tay huấn luyện viên người Pháp này và bắt đầu một giai đoạn mới. Nhưng quý vị hãy thử nhìn sang đội tuyển Hàn Quốc hay đội tuyển Trung Quốc mà xem, họ đền bù hàng triệu đô la Mỹ thay huấn luyện viên và mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Còn đội tuyển Việt Nam, tất nhiên là của chúng ta, và cổ động viên nào cũng mong muốn đội nhà giành chiến thắng ở bất cứ trận đấu nào. Một chiến thắng vào tối ngày hôm nay sẽ giải tỏa rất nhiều cảm xúc. Hôm qua là buổi tập và có cảm giác là huấn luyện viên Troussier có bao nhiêu năng lượng thì ông đã truyền cả vào buổi tập này để các cầu thủ hiểu và làm tốt nhất những yêu cầu của ban huấn luyện. Buổi tập vào ngày hôm qua làm quen sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam diễn ra khá hứng khởi. Thật thú vị khi đây mới là lần đầu tiên mà thủ môn Nguyễn Philip tập luyện và hướng tới một trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình cùng với đội tuyển Việt Nam sau một loạt trận thi đấu ở trên sân khách. Tất nhiên là Nguyễn Philip hướng tới chiến thắng đầu tiên cùng với đội tuyển. Chúng ta đang có 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu tối nay và cả 28 người đều trong trạng thái sẵn sàng. Huấn luyện viên Troussier chỉ có thể đăng ký 23 cầu thủ mà thôi. Và danh sách công bố vào chiều ngày hôm nay, 5 người sẽ không được điền tên. Chắc chắn là đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều sự thay đổi so với trận lượt đi vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, cả về con người, cả về lối chơi và tâm thế, bởi lần này chúng ta buộc phải giành chiến thắng, phải tấn công nhiều hơn, phải ghi bàn và tất nhiên cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng để chống phản công từ đối thủ. Hôm qua là buổi tập mà huấn luyện viên Troussier đã rất gay gắt để có thể chỉnh sửa cho các cầu thủ trong việc kiểm soát bóng và hướng tới những pha tấn công ăn ý nhất. Anh Quang Việt này, mọi người thường có nói là xem buổi tập làm quen trên sân thì sẽ có thể đoán được là đội hình ra sân như thế nào. Anh cũng đã cùng đội tới Indonesia rồi ấy, thì anh thấy điều này có đúng không ạ? Thực ra là nó đúng đến gần 100%, bởi vì là không chỉ trận gặp Indonesia vào 21 tháng 3 đâu, mà ở cuối năm ngoái rồi khi mà đội tuyển chúng ta thi đấu với Philippines hay là đội tuyển Iraq ở những trận đầu tiên vòng loại World Cup thì chúng tôi cũng đã xem những cái buổi tập trước trận ấy, và cách mà đội tuyển bố trí áo bíp ra sao thì sau đó thì gần như tất cả những cái dự đoán thì đều đúng về đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Và trong buổi tập ngày hôm qua thì chúng tôi cũng ra sân để xem là đội tuyển Việt Nam mặc áo bíp như thế nào, và quý vị có thể thấy là những cầu thủ mặc những chiếc áo bíp màu xanh này gần như sẽ là những người được đá chính vào tối ngày hôm nay. Đội hình dự kiến gồm thủ môn Nguyễn Philip, ba trung vệ vẫn là Tiến Dũng, Việt Anh và Tuấn Tài. Hai cánh sẽ thay đổi với Tấn Tài là cánh phải và Văn Thanh cánh trái. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Thái Sơn và Thành Long. Còn ba cầu thủ đá cao nhất gồm Hoàng Đức, Khuất Văn Khang và Tiến Linh. Một số cái tên cũng sẽ được hướng tới là Quang Hải, Văn Toàn, Hùng Dũng hay Xuân Mạnh. Huấn luyện viên Troussier và ban huấn luyện luôn xác định trong đầu các phương án như vậy trước mỗi trận đấu. Có 15 hay 16 cầu thủ sẵn sàng ra sân, bên cạnh 3 đến 4 cầu thủ dự bị chiến lược. Trận đấu căng thẳng thế này cần thể lực nên chúng ta phải có dự bị thay thế tương xứng. Tôi tin các cầu thủ đã sẵn sàng. Tôi là huấn luyện viên đưa ra định hướng chiến thuật. Trên sân tôi không đá thay họ được. Thành công hay không đến từ quyết định xử lý của cầu thủ. Ngoài tuân thủ đấu pháp thì các cầu thủ phải có ý thức làm thế nào để thực hiện tốt nhất. Như thế kết quả mới đến. Có lẽ là các phóng viên như chúng tôi cũng nhìn ra được đội hình như thế này thì những chuyên gia phân tích của đội tuyển Indonesia thì cũng sẽ phân tích được như vậy. Nhưng tất nhiên là đội hình ra sân là một chuyện thôi, chúng ta chơi như thế nào, tiếp cận ra sao, chuẩn bị kỹ hay không cho những tình huống cố định thì chỉ có đội tuyển Việt Nam mới biết và thể hiện vào tối ngày hôm nay mà thôi. Còn sau đây sẽ là những ghi nhận của các phóng viên về đội tuyển Indonesia, đội bóng đang chịu ảnh hưởng rất lớn vì dịch cúm và một số cầu thủ đã vắng mặt vì bị sốt. Ở buổi tập tại sân Mỹ Đình vào tối ngày hôm qua, cái tên đã mang tới ám ảnh cho chúng ta với những quả ném biên là hậu vệ Pramata Ahan đã không xuất hiện. Hậu vệ trái này là một trong 4 cầu thủ Indonesia không có mặt ở buổi tập trên sân Mỹ Đình vào tối ngày hôm qua. 4 cầu thủ vắng mặt gồm Ahan, tiền vệ Ivan Jenner, tiền đạo Rafael Shuik và Dimas. Trong số này thì Shuik đã tới Việt Nam vào ngày hôm nay. Anh không có buổi tập nào cùng với cả đội nhưng đã hồi phục về thể trạng để có thể được đăng ký thi đấu. Đội tuyển Indonesia đang giữ kín mọi thông tin và chỉ tới tối nay khi có danh sách đội hình xuất phát thì chúng ta mới biết được chính xác tình hình lực lượng của đội bóng này như thế nào. Chỉ biết chắc chắn là Indonesia sẽ mạnh hơn khi mà hai cầu thủ nhập tịch mới đây là Tom Hay và Orat Mawen đã có thể ra sân. Đây là hai cầu thủ chất lượng thường xuyên đá chính ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đội tuyển Indonesia muốn thắng trên sân Mỹ Đình, nhưng có một thực tế là một trận hòa cũng là đủ để đội bóng này duy trì lợi thế hơn đội tuyển Việt Nam một điểm tại bảng F vòng loại World Cup.
Lợi thế đang thuộc về đội tuyển Indonesia, nhưng chúng ta cũng có thể tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển bằng cách tới sân vào tối ngày hôm nay. Như đội trưởng Hùng Dũng đã chia sẻ, chỉ 1% hy vọng thì các cầu thủ cũng sẽ chiến đấu và nỗ lực hết mình. Và cũng không ít lần bóng đá Việt Nam từng vượt qua những thử thách và sức ép lớn như thế này. Bản thân huấn luyện viên Truje cũng mong muốn thật nhiều cổ động viên tới sân vào tối ngày hôm nay. Hôm qua thì ông thậm chí đã tặng những tấm vé của mình cho những cổ động viên đặc biệt. Sau khi kết thúc buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều qua, huấn luyện viên Truje đã tặng vé cho hai chiến sĩ cảnh sát giao thông dẫn đường cho đội tuyển Việt Nam. Theo xác nhận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 70% vé xem trận đấu đã được bán và tối nay sẽ có hàng chục nghìn cổ động viên tới sân để tiếp sức cho đội tuyển trong trận đấu rất khó khăn này. Đây là trận đấu mà các cầu thủ rất chờ đợi. Điều cần thiết nhất để có thể có được mục tiêu cuối cùng cho ngày mai đó là một chiến thắng, để có thể có một cái lợi thế nhỏ nhỏ trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình ở bảng đấu này. Sân Mỹ Đình đang trong điều kiện tốt nhất, với mặt cỏ được đánh giá tốt hơn nhiều so với tại Bung Karno cách đây vài ngày. Và tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 19 giờ ngày hôm nay. Trận đấu được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 với phần bình luận trước trận lên sóng từ 18 giờ 15.